Giờ mình đọc kinh sám hối, xin mọi người hãy sẽ trả sự yên lặng cho em sám hối nha. Cười không có vui đâu. Ám nợ đang diêm chết rồi. Nam mô A Di Đà Phật, ông Phật Di Đà Bà Phật Quan Âm. Con đến đài Hà Nội mà nó ra đài thành phố, đến đài thành phố mà nó ra Hà Nội. Quýnh banh thì chết cũng thua, mà dưới cũng thua. Nam mô A Di Đà Phật, Phật có đủ một cho con. Kể từ đây con không dám đánh bài cờ bạc nữa, con chỉ biết tu hành. Trời ơi, nói không có chịu tôi, mà tưởng gì lấy áo tôi mặc làm sao ta. Nam mô A Di Đà Phật, đang tụng kinh sám hối, hãy giữ gìn trật tự yên lặng. Chịu đèn rồi mà quỷ dễ sợ. Nam mô A Di Đà Phật. Phật ơi, con đang sám hối mà nó làm cái gì vậy Phật ơi? Chết tiệt rồi, chết tiệt. Nam mô A Di Đà Phật. Phật ơi, con đang tụng kinh mà cái gì nó đụng lên đầu của con? Chết tiểu tí thương quá, thương ghê vậy đó hả? Chắc lần này chấn thương sợ não quá Phật ơi. Chết tiểu rồi. Nam mô A Di Đà Phật, con là người phàm mắt thịt, nó làm như vậy con phê. Chịu em đi, em mua điện thoại cho chú Tiểu nha. Nam mô A Di Đà Phật, mặc dù đáng mang nợ nhưng không xài cùi bắp mà xài iPhone. Tưởng gì chuyện nhỏ như con thỏ chú Tiểu ơi. Chú Tiểu thích xe gì nói em mua cho nè. SHI. Có luôn chú Tiểu ơi. Không ai chứ Tiểu về biệt thự ở chung với em nha. Má ơi, trước cổng chùa má quậy kiểu này, về biệt thự ai chịu nổi má ơi.